Em xin chào tất cả anh chị em. Bây giờ em xin quay những cái mặt hàng còn lại của đêm ngày 14 tháng 8 nha anh em. Hiệp 1, anh em vào xem hiệp 1 giùm em này. Hiệp 1 là mã 10 500, mã số 4 600, 18 700, 17 700, 20 400, 21 400, 19 700. Cái này anh em chịu khó vào xem hiệp 1 rồi những cái mã này mình coi có vừa không rồi alo em ha. Mã 26 triệu 4, 27 1 triệu rưỡi, 14 600, 23 400, 22 500. Rồi bên này áo satin này, số 8 300, số 3 300, 15 500, số 3 600, 12 700, 11 700, 13 400. Đây là hết hiệp 1 nha anh em. Qua hiệp 2 này. Hiệp 2 thì 35 700, 39 600, 31 700, 49 400, 43 900, 41 1 triệu 4 nhưng còn biệt kích anh em à. 40 500, 48 500, 55 500, 53 500. Cái con lá cây rừng này đẹp quá trời. Rồi 38 800, 34 800. Còn con này 67 400 mà 66 300. Là hết hiệp mất hiệp 2 hay hiệp 3 đây rồi không biết nữa. Bây giờ còn hiệp 2 và hiệp 3 em đọc tổng vào đây nhé. Em cũng không biết mã nào luôn đi. 65 400, 59 500, 68 500, 62 500, 70 1 triệu, 60 500, 64 650 Navi siêu. Vậy là hết tổng 3 hiệp đây nhé. Anh em vào xem hiệp 1, hiệp 2, hiệp 3 mà mình ưng mã nào thì cái nào vừa thì alo lại dùm em số điện thoại 0911 337 139. Em xin cảm ơn. Chào ha.